Hello, bà Lộc và Hồng Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 5 tháng 2 năm 2022, cũng là ngày mùng 5 Tết. Lộc Loan kính chúc tất cả quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe và luôn thật nhiều niềm vui. Ngày xưa người ta nói là con mùng là con mền, phải không? Gì con mùng con mền? À, con mùng là con Tết. Nó giỡn cho vui. Con mùng là con mền. Mùng là mùng, mền có nghĩa là qua mười mấy, người ta nói dở, người ta kêu là mền. À, yeah. Còn mùng là còn mền, ý là còn ngủ. À, đúng rồi. Vậy là vẫn còn Tết nha quý vị. Xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều thành công. Một người đàn ông đã bị bắt vì dùng AirTag để theo dõi bạn gái cũ. Phát hiện máy bay bí ẩn trong vùng 51 tuyệt mật của Mỹ. Tòa Bạch Ốc kêu gọi sở bưu điện cân nhắc kế hoạch mua xe chạy xăng. SpaceX triển khai 3 sứ mệnh không gian trong 4 ngày. Mỹ đã đề nghị Nhật Bản trợ giúp khí đốt cho châu Âu nếu bị gián đoạn từ Ukraine. 4 cố vấn thân tín của Thủ tướng Anh đồng loạt từ chức. Khẩu trang chỉ che mũi gây tranh cãi dữ dội ở Đại Hàn. Trung Quốc nói biến thể mới có thể bắt nguồn từ chuột. Tổng thống Nga Putin đến dự Olympic Bắc Kinh mang theo món quà quý tới cho ông Tập Cận Bình. Tin Việt Nam, nghệ sĩ Hoàng Lan, một nhân vật trong những câu chuyện trong nhà ngoài phố, vừa qua đời ở tuổi 63. Việt Nam có thể mở cửa hoàn toàn vào tháng sau. Kính thưa quý vị, tin đầu tiên của ngày hôm nay, một người đàn ông đã bị bắt vì dùng AirTag để theo dõi bạn gái cũ. Người đàn ông 27 tuổi bị cáo buộc 3 tội danh nghiêm trọng vì hành vi đặt AirTag trong xe để theo dõi bạn gái cũ. Cảnh sát khu vực của Connecticut cho biết người đàn ông tên là Wilfred Gonzalez đã bị cáo buộc theo dõi người khác, gây rối trật tự công cộng và vi phạm lệnh bảo vệ. Gonzalez bị bắt sau khi bạn gái cũ thông báo với cảnh sát về việc phát hiện một AirTag trong xe hơi. Phụ kiện của Apple này sau đó được tìm ra ở bảng điều khiển trung tâm của xe, được xác định là của người đàn ông này gắn vào. Theo luật của Connecticut, hành vi theo dõi người khác thông qua các thiết bị điện tử từ trước đây là tội nhẹ, nhưng từ năm ngoái được sửa đổi thành trọng tội. Người vi phạm có thể chịu mức án 5 năm tù. Trường hợp của Wilfred là một trong những vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến hành vi sử dụng AirTag để theo dõi người khác. Sẽ rất thú vị để xem luật mới sẽ được áp dụng với một vấn đề liên quan đến một thiết bị điện tử như thế này, luật sư Frank Rico nói với Fox 61. Và theo người đứng đầu của tổ chức bảo vệ phụ nữ Interval House, việc theo dõi người khác có thể dẫn đến nhiều hành vi nguy hiểm khác sau đó, thậm chí có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Sự việc lần này đã cho thấy AirTag đang thực sự trở thành mối đe dọa, nhất là nó rất là nhỏ gọn và không gây chú ý. Wilfred hiện đang được tại ngoại điều tra và nộp 10.000 đô la tiền bảo lãnh. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong tuần tới. AirTag là một thiết bị định vị của Apple ra đời với mục đích là tìm lại đồ đạc bị thất lạc. Thiết bị có thời lượng pin sử dụng trong một năm, sử dụng để kết nối với Bluetooth và tự động kết nối với những cái iPhone trong khoảng cách 10 mét. Và tính năng này giúp người sử dụng có thể tìm thấy AirTag ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, miễn là có một chiếc iPhone ở gần. Từ khi ra đời vào năm ngoái thì cái dụng cụ này giá là 29 đô la đã bị giới chuyên gia lo ngại có thể trở thành thiết bị rình mò người khác, và Apple cũng đã phải bổ sung tính năng cảnh báo nếu có một AirTag lạ ở gần người dùng. Và thực tế trong những tháng gần đây thì liên tiếp các trường hợp được ghi nhận tại Mỹ và Canada, trong đó kẻ xấu đã dùng AirTag đặt trên xe hơi để mà theo dõi. Cảnh sát Canada cũng đã ghi nhận ít nhất là 5 vụ trộm xe liên quan đến thiết bị này. Quý vị cũng biết là AirTag mới ra đây thôi, là nó giống như cái đồng tiền vậy đó, nó nhỏ gọn lắm và họ gắn lên những cái hành lý rồi những cái máy nào mà họ cảm thấy là họ dễ quên đó. Chẳng hạn như ở nhà mà những cái remote đó quý vị, remote TV họ cũng có thể dán vô, và khi mà muốn tìm cái remote cũng rất là khó quý vị. Nhiều lúc mình muốn kiếm cái remote để mình mở TV cũng khó lắm. Thì cái đó nó sẽ báo động, dù như mình bấm cái phone đó, thì cái kia nó tít 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 tít, mình biết nó vị trí nằm đâu. Mà cái này nó hay cái là nó có thể kết nối liên với lại cái iPhone đó, bất cứ iPhone nào cũng được. Nó không cần mạng, nó xài bằng Bluetooth. Rất là hay. Nhưng mà những cái người mà này họ lợi dụng một cái tính năng này để mà coi như là theo dõi người yêu. Theo dõi người yêu cũ. Người yêu cũ. Cái vấn đề này mình không có chấp nhận được ha quý vị. Cái đó là kiểm soát quyền riêng tư của mỗi người. Bởi vì hiện đại quá cũng thành hại điện là vậy. Phát hiện máy bay bí ẩn
trong vùng 51 tuyệt mật của Mỹ. Hình ảnh vệ tinh cho thấy một máy bay có hình dáng lạ đậu bên trong vùng 51 căn cứ tuyệt mật của quân đội Mỹ. Khoảng 8 năm sau khi bắt đầu xây dựng, nhà chứa kích thước lớn ở vùng hẻo lánh phía nam, vùng 51 của tiểu bang Nevada, dường như diễn ra rất là ít hoạt động. Tuy nhiên, một hình ảnh mới được công bố của công ty vệ tinh Planet Labs cho thấy có một phương tiện lạ xuất hiện ở gần chỗ này, dường như là một chiếc máy bay cánh hình tam giác và kỳ lạ chưa từng lộ diện trước đây. Trong bức hình chụp vào ngày 26 tháng 1 năm 2022, chiếc máy bay bí ẩn này xuất hiện khá mờ nhưng vẫn rõ hình dạng của nó. Sau đó một hình ảnh rõ nét hơn của Planet Labs chụp ngày 29 tháng 1 năm 2022 xác nhận rằng đây là một chiếc máy bay có cánh hình tam giác. Theo ước tính của The Bright, chiếc máy bay này dài khoảng 20 mét và rộng khoảng 15 mét. Tương đương với là một kích cỡ một chiếc Su-27 Flanker của Nga. Còn cánh thì khá giống với máy bay siêu thanh Concorde. Thì giới quan sát chưa thể đoán ra đây là loại máy bay gì. Nhưng mà mô tả của nó thì giống như những chiếc máy bay mà đời mới bây giờ, đúng quý vị. Mà dự án máy bay này là một cái loại máy bay chiến đấu mới của Mỹ. Dự án này gọi là NGAD. Thì Mỹ từng tiết lộ NGAD sẽ có tính năng đặc biệt là sử dụng phi công lái phụ là trí tuệ nhân tạo, có thể với công nghệ mang tên ARTU. Tuy nhiên theo The Drive thì đây chỉ là phỏng đoán, bởi vì tại cái vùng 51 Mỹ được cho là tiến hành rất là nhiều chương trình bí mật của Mỹ, bao gồm cả dự án phát triển và thử nghiệm vũ khí mới. Vùng 51 nằm ở tiểu bang Nevada, có diện tích 920 cây số vuông và được coi là một nơi bí ẩn nhất thế giới. Và căn cứ này được thành lập theo lệnh của cựu tổng thống Dwight Eisenhower, hoạt động lần đầu tiên vào năm 1955 như một cơ sở thử nghiệm cho các máy bay do thám U-2 được phát triển bởi tập đoàn Lockheed. Và trong hàng chục năm qua thì Mỹ liên tục thử nghiệm hàng loạt các máy bay quân sự tuyệt mật tại vùng 51 này, như là máy bay ném bom tàng hình A-12, máy bay tấn công Bird of Prey F-117A và Taxi Blue. Và quý vị biết là cái vùng 51 này là cái vùng gọi là UFO, cái máy bay mà không người gọi là vật thể lạ không xác định đó, làm những người ngoài hành tinh đó, thường lãng vãng khu vực này, người ta nói như vậy đó quý vị. Thì cũng chính vì cái lý do đó khi mà Mỹ phát hiện ra thì họ mới bắt đầu khoanh cái vùng này lại, họ khoanh cái vùng này lại và trở thành một cái nơi bí mật và nghiên cứu rất là nhiều thứ của nước Mỹ ở nơi đó. Mình đi Las Vegas nhiều lần rồi, mình không ghé đây chơi. Bữa nào ghé nhiều khi gặp UFO bay vòng vòng nữa. Nhưng mà cái khu vực nó lớn lắm, mình chỉ đi được gần ở xung quanh thôi chứ đúng đâu rồi, có người ta không cho đi vào. Ừ. Cái cổng đi vào là người ta cấm. Lần trước thì có một cái người đã muốn ăn cắp một chiếc máy bay để mà bay vào cái vùng 51 này, để mà họ nói là họ muốn xem những người UFO. Tòa Bạch Ốc kêu gọi Sở Bưu Điện cân nhắc kế hoạch mua xe chạy xăng. Tòa Bạch Ốc và Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA kêu gọi Sở Bưu Điện USPS cân nhắc lại kế hoạch mua đội xe giao hàng mới hàng tỷ đô la, trong đó chủ yếu là xe chạy bằng xăng. Theo Reuters, thì ngày thứ Tư ngày 2 tháng 1, EPA đã gửi một lá thư cho USPS kêu gọi cơ quan này tổ chức một cuộc thảo luận về bản hợp đồng 10 năm với Oshkosh Corp trị giá đến 6 tỷ đô la với 165.000 xe giao hàng thế hệ mới. Còn bà Brenda Mallory, chủ tịch Hội đồng Phẩm chất Môi trường của Tòa Bạch Ốc cho biết trong một lá thư rằng EPA thông báo những lo ngại nghiêm trọng về tính hoàn thiện của quy trình xem xét ảnh hưởng đến môi trường mà USPS từng tiến hành cho đến hiện nay. Bà cũng kêu gọi USPS hoàn thành một tuyên bố bổ sung về ảnh hưởng môi trường. Đáp lại thì USPS tuyên bố sẽ xem xét các mối lo lắng của EPA, đồng thời khẳng định mình đã tuân thủ các quy trình xem xét ảnh hưởng đến môi trường. Trong bản tuyên bố của mình, USPS cho biết họ là cơ quan tự chủ tài chính theo yêu cầu của luật pháp và sẽ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện giao hàng nếu tìm được giải pháp không ảnh hưởng đến tài chính. Còn phía Oshkosh không đưa ra phản hồi. Ông Louis DeJoy, tổng giám đốc của USPS, trước đây đã từng tuyên bố với các nhà lập pháp rằng USPS cam kết kế hoạch đổi mới đội xe giao hàng dành 10% cho xe điện. Về phía EPA cho biết, các loại xe xăng mới mà USPS đề nghị không tối ưu quá việc sử dụng nhiên liệu là bao. Cụ thể, xe mới mỗi ga lông chạy được 8,6 dặm, còn xe cũ là 8,2 dặm. Trong khi đó, thì lượng CO2 xe sẽ đạt gần 20 triệu tấn trong 20 năm.
và hiện tại thì lượng khí thải này gây thiệt hại hơn 900 triệu đô la. EPA muốn USPS trước tiên cần mua đủ số lượng xe điện theo cam kết, sau đó thì mới mua đến xe xăng. Trong khi đó thì dự luật khí hậu của Tổng thống Joe Biden sẽ dành 6 tỷ để USPS mua xe điện, giao hàng và cơ sở hạ tầng. Với số tiền tài trợ này, USPS cho biết việc đổi đột ngột giao hàng sang xe điện sẽ khả thi vào năm 2028. Đến năm 2030, đổi xe giao hàng sẽ là xe điện. SpaceX triển khai 3 sứ mệnh không gian trong 4 ngày. Vào ngày 3 tháng 2, SpaceX phóng cùng một lúc 49 vệ tinh Internet lên quỹ đạo, đánh dấu sứ mệnh không gian thành công thứ 3 kể từ đầu tuần. Các vệ tinh Starlink gắn trên đỉnh tên lửa Falcon 9 cất cánh từ trung tâm vũ trụ Kennedy của NASA trên bờ biển phía đông Florida vào lúc 3 giờ 13 phút chiều của ngày 3 tháng 2, theo giờ địa phương. Khoảng 9 phút sau khi phóng, tầng đẩy đầu tiên có mã hiệu B1061 đã tách ra và hạ cánh nhẹ nhàng xuống xà lan không người lái A-Short-4 of Gravitas, đậu trên Đại Tây Dương cách điểm phóng vài trăm dặm về phía đông. Đây là chuyến bay và lần thu hồi thành công thứ 6 của B1061. Trước đó là tầng đẩy này đã được sử dụng trong hai sứ mệnh chở phi hành đoàn Crew 1 và Crew 2 ở trạm vũ trụ quốc tế là ISS cho NASA. Một sứ mệnh chở hàng thương mại CRS-23 cũng đã tới ISS cho NASA, cùng hai vụ phóng vệ tinh SXM-8 cho công ty phát thanh truyền hình Sirius XM Holding và đài quan sát không gian SPE cho NASA và cơ quan vũ trụ của Italy. Với lô hàng Starlink mới được bổ sung thì SpaceX đã nâng tổng số vệ tinh Internet của họ trên quỹ đạo là khoảng 2.050 chiếc, trong đó có hơn 1.800 vệ tinh đang hoạt động. SpaceX đang trải qua một tuần bận rộn với 3 nhiệm vụ không gian chỉ trong vòng 4 ngày trước sứ mệnh Starlink hôm 3 tây tháng 2, thì hai tên lửa Falcon 9 khác đã phóng thành công vệ tinh quan sát trái đất CGS-2 cho cơ quan vũ trụ Italy ASI và vệ tinh do thám NRL-97 cho văn phòng trinh sát quốc gia Mỹ lần lượt vào ngày 31 tháng 1 và ngày 2 tháng 2. Trong một cuộc họp vào tháng trước, thì SpaceX tiết lộ kế hoạch thực hiện tới 52 sứ mệnh không gian vào năm 2022, vượt xa kỷ lục 31 vụ phóng trong một năm dương lịch do chính SpaceX xác lập vào năm ngoái. Tuy nhiên, lịch trình của các chuyến bay có nhiều khả năng thay đổi, do đó không có gì bảo đảm rằng SpaceX có thể đạt được con số tham vọng trên. Hiện tại bây giờ là những cái hãng mà đưa vệ tinh lên không gian quốc tế đó thì chỉ có SpaceX là người đưa nhiều nhất. Trong vòng một năm mà họ đưa rất là nhiều cái vệ tinh vô. Mà quý vị biết là chỉ trong vòng có mấy năm gần đây thôi mà họ đưa gần 2.000 mấy cái vệ tinh về vũ trụ để mà phục vụ cho cái Internet khắp nơi, đúng không quý vị? Thì quý vị cũng biết là Internet của SpaceX đó, là Starlink đó, là không cần phải kết nối dây. Chỉ cần hướng cái máy thu lên cái vệ tinh là ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, quý vị cũng có thể sử dụng Internet tốc độ cao được. Cái này là tốc độ cao nha. Còn ngày xưa thì người ta nói là Internet vệ tinh thì tốc độ giống như có nhưng mà nó rất là chậm. Thì bây giờ vẫn có thể là mình ngồi bất cứ nơi đâu vẫn có thể theo dõi được lọc dưới lon nói chuyện. Thì mình cũng biết là sắp tới thì bên phía của ông Elon Musk họ cũng cho mình sử dụng cái hệ thống Internet vệ tinh đó. Nhưng mà chưa biết đến bao giờ thì cái việc đó mới bắt đầu cho mình sử dụng ha. Chắc có lẽ là phải cần bắn thêm rất là nhiều vệ tinh lên nữa thì mới đủ cho mình sử dụng. Thì Lộc với Lân cũng đã đăng ký một cái rồi mà chưa biết là chừng khi nào họ đã cho cái này sử dụng. Có một số nơi họ đã cho sử dụng rồi, nhưng mà những cái dùng của mình hình như là chưa có đủ vệ tinh hay sao. Mỹ đã đề nghị Nhật Bản trợ giúp khí đốt cho châu Âu nếu bị gián đoạn từ Ukraine. Mỹ vừa hỏi Nhật Bản rằng liệu họ có thể chuyển một phần khí tự nhiên hóa lỏng sang châu Âu không nếu như cuộc khủng hoảng Ukraine dẫn đến sự gián đoạn nguồn cung. Các nguồn tin chính phủ Nhật Bản nói với Reuters vào ngày 4 tháng 2, Nhật Bản nói sẽ xem xét phương cách giúp đỡ. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Koichi Haguda cho biết Nhật Bản nhà nhập khẩu chính khí tự nhiên hóa lỏng, nhưng trước tiên họ cần phải bảo đảm đủ nguồn cung trong nước trước khi họ có thể trợ giúp quốc tế.
Bốn nguồn tin chính phủ đã xác nhận với Reuters về đề nghị của Hoa Kỳ. Một người trong số đó cho biết đề nghị này được đưa ra vào đầu tuần. Trong một cuộc họp báo trước đó vào ngày 4 tháng 2, ông Haguda từ chối xác nhận thông tin về đề nghị của Hoa Kỳ, nhưng cho biết Nhật Bản là tác nhân chính trong sự phát triển của thị trường khí tự nhiên hóa lỏng trong nhiều thập niên. Chúng tôi muốn cân nhắc xem chúng tôi có thể đóng góp cho cộng đồng quốc tế như thế nào, ông nói. Tuy nhiên, với thời tiết lạnh hơn vào mùa đông, nước Nhật nghèo tài nguyên sẽ cần bảo đảm nguồn cung trong nước trước tiên. Chúng tôi xem liệu chúng tôi có thể làm được gì sau khi mà bảo đảm cuộc sống cho người dân của chúng tôi không bị ảnh hưởng, Bộ trưởng của Nhật Bản nói thêm. Và tình hình Ukraine có tác động đáng kể đến việc cung cấp năng lượng ổn định cho Nhật Bản. Vì vậy, Nhật Bản sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình. Ông Haguda đã nói, Nga và phương Tây đang đối đầu về vấn đề Ukraine, làm dấy lên lo ngại rằng là nguồn cung cấp năng lượng cho châu Âu có thể bị gián đoạn. Vào tuần trước thì Mỹ, nhà sản xuất khí tự nhiên hàng đầu thế giới, đã yêu cầu Qatar và các nhà sản xuất năng lượng lớn khác xem xét liệu họ có thể cung cấp cho châu Âu hay không nếu Nga cắt giảm nguồn cung do hậu quả của cuộc khủng hoảng Ukraine. Một nguồn tin nói với Reuters vào tuần trước rằng Qatar sẽ cần sự giúp đỡ của Mỹ thuyết phục người mua để chuyển hướng khí đốt sang châu Âu, nơi mà Nga đang đáp ứng khoảng 30% cho đến 40% nhu cầu khí đốt. Nhật Bản đã nhập khẩu 74,32 triệu tấn khí tự nhiên hóa lỏng vào năm 2021, nhưng đã nhường vị trí khách hàng lớn nhất thế giới cho Trung Quốc, là nơi đang tăng nhập khẩu loại nhiên liệu được xử lý siêu lạnh lên 18%, lên mức cao kỷ lục. Năm vừa qua thì Nhật Bản họ cũng đã mua rất là nhiều, thì Mỹ nghĩ rằng họ sẽ còn nhiều và có thể giúp cho bên phía châu Âu được một chút nào thì đỡ chút nấy, quý vị. Nhưng mà Nhật thì họ cũng nói là họ phải bảo đảm cho người dân của họ trước, rồi họ mới nhìn xem có thể giúp được cho quốc tế như thế nào. Nhưng mà cái người mà có thể giúp được ngoài Nhật nữa đó, và những cái nước mà trước đây Mỹ đã nói chuyện thì đó là Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc là đang mua và trữ lượng cũng rất là nhiều. Mà anh thấy mỗi lần mà có những cái chuyện gì đó, Trung Quốc là cái người mà hay đầu cơ tích trữ trước những cái nước khác ha. Giống như họ biết trước được cái đường đi như thế nào và họ đã chuẩn bị sẵn, coi như thủ sẵn hết trơn rồi. Đúng rồi, giống như lúc mà dịch bệnh bắt đầu bùng phát á, thì là lúc đó là người dân của Trung Quốc họ phát giàu lên, hàng loạt những cái cơ sở sản xuất khẩu trang, sản xuất những cái bộ đồ bảo hộ đó quý vị, và bán ra cho toàn thế giới. Người dân họ đã làm giàu trong 2 năm vừa qua cũng rất là nhiều. Bốn cố vấn thân tín của Thủ tướng Anh đồng loạt từ chức. Vào ngày 3 tháng 2, bốn cố vấn thân tín nhất của Thủ tướng Boris Johnson nộp đơn xin nghỉ việc giữa lúc áp lực từ dư luận ngày càng tăng lên liên quan đến bê bối tiệc tùng tại phố Downing trong thời gian Anh phong tỏa vì dịch bệnh. Theo báo Guardian, bà Munira Mirza là giám đốc chính sách lâu năm của ông Johnson, là người đầu tiên ra đi. Vài giờ sau đó, ba cố vấn cấp cao khác của ông Johnson là chánh văn phòng Dan Rosefield, thư ký riêng Martin Reynolds và giám đốc truyền thông Jack Doyle cũng từ chức. Trong số 4 người nói trên thì ba ông Rosenfield, Reynolds và Doyle đều có liên quan đến các buổi tiệc tùng gây tranh cãi trong thời gian phong tỏa. Cảnh sát của thủ đô London đang điều tra vụ bê bối này. Ông Reynolds đã gửi một bức email kêu gọi nhân viên tham dự tự mang rượu đến buổi tiệc vào ngày 20 tháng 5 năm 2020. Hôm thứ Hai, 31 tháng 1, ông Boris Johnson đã hứa với các nghị sĩ là sẽ có sự thay đổi. Tối nay, 3 tháng 2, chúng ta thấy sự thay đổi bắt đầu diễn ra và tôi ủng hộ hành động nhanh chóng này của Thủ tướng. Nhà lập pháp Stuart Anderson đã viết trên Twitter. Theo hãng tin Reuters, ông Johnson đã hứa sẽ thay thế nhiều nhân sự cấp cao trong đội ngũ của ông sau khi có nhiều thông tin trên truyền thông về những buổi tiệc tùng tại dinh thủ tướng tại số 10 của phố Downing trong thời gian Anh phong tỏa. Theo đài ITV, một số bữa tiệc tập trung hàng chục người đã diễn ra bên trong dinh thủ tướng. Trong ngày sinh nhật của mình vào tháng 6 năm 2020, Thủ tướng Boris Johnson đã dự một bữa tiệc bất ngờ có hơn 30 người góp mặt.
Thời điểm này nước Anh đang trong đợt phong tỏa đầu tiên và các cuộc tụ tập như vậy bị cấm ở Anh. Bữa tiệc được tổ chức trong phòng nội các của dinh thủ tướng, nơi các cuộc họp giữa thủ tướng và bộ trưởng diễn ra. Hiện không rõ thì sự ra đi của những người cố vấn cấp cao của ông Johnson có đủ để làm dịu cuộc khủng hoảng hiện nay hay không. Thông tin về các vụ tiệc tùng tại ngôi dinh thự của thủ tướng đã khiến cho một số nghị sĩ trong đảng bảo thủ của thủ tướng Johnson đã quay lưng lại với ông. Cho đến nay đã có 17 nghị sĩ gửi cái yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm cho ông Johnson. Theo quy định thì cần phải có đủ 54 nghị sĩ gửi yêu cầu mới có thể tiến hành một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm với thủ tướng. Tuy nhiên, những vụ bê bối kể trên đã ít nhiều khiến cho hình ảnh của ông Johnson bị ảnh hưởng. Mình thấy rất là tai hại ha, vì một cái bữa mà giống như là một cái bữa tiệc mà đã ảnh hưởng cả một cái hệ thống của chính quyền. Họ làm nhiều bữa tiệc chứ không phải là một buổi tiệc. Có những bữa tiệc thì chỉ khoảng 10 người thôi, nhưng mà cái bữa tiệc mà trong cái ngày sinh nhật của thủ tướng thì là vấn đề mà gây tranh cãi nhiều nhất. 30 người. Dạ. Yeah. Thì mấy ngày trước thì cũng nghe là Thủ tướng Johnson cũng đã nói với bên chính phủ là hãy điều tra minh bạch, rõ ràng những cái chuyện mà vừa xảy ra đó quý vị, những cái buổi tiệc như vậy. Thì việc này vẫn đang còn tiếp tục thưa quý vị. Và bên phía Anh thì họ vẫn còn đang điều tra và chúng ta chờ xem xong thời gian tới sự việc nó sẽ như thế nào hả quý vị. Khẩu trang chỉ che mũi gây tranh cãi dữ dội ở Đại Hàn. Một loại khẩu trang khác thường được thiết kế chỉ che phần mũi, cho phép người dùng có thể ăn uống bình thường đã gây tranh cãi trên mạng xã hội ở Đại Hàn. Theo Guardian thì gần đây trên thị trường của Đại Hàn xuất hiện khẩu trang mũi có tên gọi là Cosk, một sự kết hợp giữa cô là mũi trong tiếng Đại Hàn và mask là khẩu trang, thì chữ cô với lại chữ hai chữ cuối của chữ mask thì họ kết hợp thành chữ cosk. Một sản phẩm khẩu trang mũi bao gồm hai phần, trong đó người sử dụng có thể tháo phần che miệng mỗi khi ăn uống và vẫn đeo phần che mũi. Khẩu trang này được một công ty có tên là Admin bán trên trang bán lẻ trực tuyến với giá là khoảng $8 cho một hộp 10 chiếc khẩu trang. Một sản phẩm khác chỉ được thiết kế để che phần mũi được bán với giá là $1.65 cho một gói có 3 cái khẩu trang. Và khẩu trang này có các màu khác nhau, có thể tái sử dụng được. Những chiếc khẩu trang khác thường đã thu hút sự chú ý của đông đảo người sử dụng mạng tại xã hội của Đại Hàn và gây nhiều tranh cãi. Họ nói là sắp tới thì họ cũng sẽ bán những cái loại ấm trà được làm từ chocolate, phải không? Một người đã đặt câu hỏi, một người khác chỉ trích gay gắt rằng cấp độ ngớ ngẩn mới. Một người sử dụng Twitter cho rằng không có tác dụng gì với những người đeo khẩu trang che mũi. Tuy nhiên thì một số nhà nghiên cứu cho thấy mũi là đường dễ dẫn dịch bệnh xâm nhập vào cơ thể. Vì vậy, việc đeo khẩu trang mũi không hẳn là kỳ cục như vẻ ngoài của nó. Một người chủ nhiệm khoa dịch tễ đã nói rằng cái khẩu trang che mũi là một ý tưởng kỳ quặc, nhưng có còn hơn không. Nó có thể tạo ra sự khác biệt nhỏ, bà nói. Mình thấy chuyện này cũng đúng là cũng lạ quý vị. Người ta che thì phải che mũi miệng luôn, mà này thì chỉ che mũi khi mà ăn. Thì cái người này nói có còn hơn không, thì lúc mà mình ăn mình có cái đồ che cái mũi còn hơn là không che gì hết. Thì nói như vậy hồi đó Lộc cũng đã, trước khi mà những cái dịch bệnh này Lộc đã từng làm rồi quý vị. Không cần khẩu trang, không cần cái gì hết, chỉ cần hai cục bông gòn thôi, nhét vô lỗ mũi là xong. Như vậy là trong lúc mình ăn thì thay vì mình phải tốn tiền mua khẩu trang, mình chỉ cần lấy hai cục bông gòn mình nhét lỗ mũi. Đúng rồi, tại vì là làm mà ở Việt Nam mà lúc nhỏ làm mà bụi quá đó quý vị, chỉ cần bịch hai cái cục bông gòn nhét đi lỗ mũi là xong. Coi như một chút xíu nữa dục hai cục bông gòn, nhét hai cục bông gòn mới vô, nó còn tiện hơn. Coi, mà nó dính chặt lắm nha, không có cần phải đeo dây gì hết mệt. Phương báo là được. Nó giỡn chơi cho vui nha quý vị. Nói đi lát nữa bị phản đối, giống như mà bên Korea mà họ bán cái khẩu trang mà che lỗ mũi vậy đó. Lộc nói cho vui chứ không phải là nói cái này là khuyến khích nha. Nói cho vui, tại hồi xưa Việt Nam đâu có khẩu trang, thì mỗi lần mà làm mà quét nhà mà bụi quá đó, chỉ cần lấy hai cục bông gòn nhét vô lỗ mũi xong. Rồi như vậy là chảy máu mũi. Nhét hai cục bông gòn vô, rồi thay hai cục bông gòn mới vậy thôi. Trung Quốc nói biến thể mới có thể bắt nguồn từ chuột. Các
nhà khoa học Trung Quốc nói rằng có bằng chứng mạnh mẽ nCoV truyền từ người sang chuột, rồi sau nhiều đột biến, nó trở thành biến thể mới và nhiễm ngược lại người. Nhóm nghiên cứu của Đại học Nam Khai ở Thiên Tân cùng Viện Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Trung Quốc cho biết, biến thể mới chứa các đột biến hiếm khi được tìm thấy trong các mẫu lâm sàng của bệnh nhân trước đây và trong bất kỳ nhánh tiến hóa trung gian của các biến thể khác. Tuy nhiên, 5 đột biến của biến thể mới giống một đột biến tìm thấy trong mẫu sinh phẩm phổi chuột, theo kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí An ninh và An toàn sinh học. Dù chưa xác định chính xác nguồn gốc của biến thể mới, các nhà nghiên cứu Trung Quốc cho rằng giả thuyết nhiều khả năng là cái biến thể này đã lây từ người sang chuột. Những đột biến của biến thể trong cơ thể chuột tạo ra biến thể mới và chuột lây ngược sang cho con người. Họ kêu gọi giới khoa học tăng cường giám sát các trường hợp động vật bị nhiễm bệnh. Khoa học nói thêm, dù ít động vật có khả năng lây nhiễm bệnh sang người hoặc là ngược lại, điều này có thể gây ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng. Và biến thể mới đã tìm được thấy trên nhiều loại động vật khác như là chó, mèo, chồn nuôi, chồn xương hoặc là động vật trong vườn thú. Hồng Kông đã từng phát hiện những ca lây nhiễm từ chuột hamster sang người. Nghiên cứu mới nhất tương đồng với một bài viết của các nhà khoa học Viện Khoa học Trung Quốc đăng trên tạp chí Di truyền và Bộ Gen cho biết các đặc điểm đột biến của biến thể mới nhiều khả năng xảy ra trên vật chủ chuột. Các đột biến giúp cho những cái con vi trùng dễ dàng liên kết với những tế bào của chuột hơn. Biến thể mới, biến chủng lần đầu báo cáo ở Nam Phi vào cuối tháng 11, nhanh chóng được WHO liệt vào danh sách đáng lo ngại khi có tới 50 đột biến, trong đó có 32 đột biến trên protein gai, cấu trúc của những con vi trùng này sử dụng để bám dính và xâm nhập vào tế bào người. Giới chức Mỹ cho hay, biến thể mới dù gây triệu chứng không nghiêm trọng, nhưng biến chủng này lây lan nhanh và dễ dàng hơn, khiến số người chuyển biến nặng và đã làm cho mức độ những người không qua khỏi tăng lên theo. Lại thêm một cái nghiên cứu mới từ Trung Quốc. Thì vừa qua mình cũng thấy ở bên Hồng Kông đó, bắt đầu là họ kêu gọi là những vật nuôi và những con hamster là sẽ bị diệt hết để mà ngăn ngừa lây bệnh, thưa quý vị. Tổng thống Nga Putin đến dự Olympic Bắc Kinh mang theo món quà quý tới cho ông Tập Cận Bình. Đến Bắc Kinh dự Olympic, Tổng thống Vladimir Putin mang theo thỏa thuận tăng cường cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc. Sau khi ông Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh dự Thế vận hội mùa đông vào ngày 4 tây tháng 2, thỏa thuận tăng cường cung cấp khí đốt tự nhiên cho Trung Quốc được thỏa thuận trong bối cảnh các nước phương Tây đang rất là cần khí đốt. Tổng thống Putin nói với Chủ tịch Tập Cận Bình rằng Nga đã chuẩn bị một thỏa thuận mới để cung cấp cho Trung Quốc thêm 10 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Theo một chương trình phát sóng về cuộc trao đổi giữa hai lãnh đạo, Nga đã tăng cường quan hệ với Trung Quốc, nước tiêu thụ năng lượng hàng đầu thế giới, trong bối cảnh Moscow đang đối đầu với phương Tây về vấn đề Ukraine và các vấn đề khác. Đài truyền hình của nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết, ông Putin đã đến thủ đô Trung Quốc bày tỏ quan điểm rằng ông phản đối sự chính trị hóa Thế vận hội Bắc Kinh. Và đoạn ghi hình này cho thấy là một chiếc máy bay phản lực có cờ Nga và cờ Trung Quốc. Bên cạnh đó thì các máy bay phản lực có cờ Mông Cổ và Serbia. Trước đó thì Mỹ và một số nước đồng minh đã tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh năm 2022 để mà phản đối một số hành vi liên quan đến vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc. Và Trung Quốc thì phản đối tất cả mọi cáo buộc trên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Nga và Trung Quốc đã thống nhất lập trường của họ về Ukraine trong cuộc họp giữa ngoại trưởng hai nước là ông Vương Nghị và ông Sergei Lavrov. Đáp trả hành động của Nga và Trung Quốc, Mỹ cảnh báo các công ty Trung Quốc rằng họ sẽ phải đối mặt với hậu quả nếu tìm cách trốn tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được áp đặt ở Moscow trong trường hợp Nga tiến vào Ukraine. Chúng tôi có một loạt các công cụ nếu chúng tôi thấy các công ty nước ngoài, bao gồm cả những công ty ở Trung Quốc, cố gắng để che lấp các hành động kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho hay. Trước ông Lavrov, Bắc Kinh đã không tiếp các vị khách nước ngoài trong gần 2 năm do phải đối phó với dịch bệnh. Trong lúc đó, thì NATO cáo buộc hàng ngàn binh sĩ Nga đã tập trung hàng loạt binh sĩ gần biên giới Ukraine, làm dấy lên sự lo ngại rằng Moscow sẽ sớm tiến vào Ukraine. Nga thì phủ nhận kế hoạch này và yêu cầu NATO cấm không cho Ukraine gia nhập. Mình thấy họ đi cái đường này giống như để dằn mặt thế giới. Coi như là Nga nói là Nga sẽ không cung cấp cho bên phía châu Âu cái nguồn
nhiên liệu hóa lỏng là giống như xăng dầu đó quý vị, để mà cung cấp, để mà các nhà máy nhiệt điện họ cung cấp điện cho người dân của họ. Thì bây giờ họ nói là nếu như mà những cái nước này mà cản trở cái việc mà của họ với lại Ukraine thì họ có thể họ sẽ không bán những cái khí quái lỏng này nữa. Nhưng mà chỉ riêng cho anh Trung Quốc thì hợp đồng lại càng tăng thêm là giao hết cho bên Trung Quốc. Thì trước đây có những nhà dự đoán họ nói nếu như mà Nga mà họ không bán cho bên phía châu Âu thì họ cũng sẽ bị lỗ. Ừ. Tại vì họ biết bán cho ai thì bây giờ đã có kết quả là họ bán cho Trung Quốc. Hai bên bắt tay nhau mà giống như là làm một cái việc mà để cho những người đồng minh của cả thế giới phải nhìn lại xem là có nên chống đối với hai cái đất nước này hay không. Ghê quá. Tin Việt Nam, nghệ sĩ Hoàng Lan, một nhân vật trong những câu chuyện trong nhà ngoài phố, vừa qua đời ở tuổi 63. Nghệ sĩ Hoàng Lan qua đời lúc 11 giờ 30 phút tối của ngày 4 tháng 2 tại ngôi nhà thuê ở quận 11, Sài Gòn. Cô hưởng thọ 63 tuổi. Một người chăm sóc cho nghệ sĩ Hoàng Lan nói là sáng mùng 4 Tết như thường lệ thì chị đã đút cơm cho nghệ sĩ Hoàng Lan ăn, nhưng sau đó có triệu chứng khó tiêu. Đến tối thì nghệ sĩ Hoàng Lan đã không còn chịu được nổi nữa và cô đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Bệnh tình trở nặng cộng thêm chi phí điều trị cạn kiệt thì nghệ sĩ Hoàng Lan đã rơi vào cảnh bế tắc. Hôm nay thì chị ấy đã ra đi, coi như giải thoát sự đau đớn đối với chị. Đây là lời của chị Lê Thị Thấm, là người mà chăm sóc cho nghệ sĩ Hoàng Lan trong những ngày cuối đời. Thì biết là nghệ sĩ Hoàng Lan đã bị bệnh suy thận khiến cho hai chân của cô đứng không có vững quý vị. Và năm 2016 thì cô lại mắc thêm cái chứng bệnh là Parkinson và cột sống giãn tĩnh mạch. Những cái biến chứng từ cái căn bệnh này là khiến cho mắt của cô đã bị không nhìn thấy đường nữa và phải nằm một chỗ rất là nhiều năm qua. Chúng ta còn nhớ nghệ sĩ Hoàng Lan thì đã để lại cho chúng ta những cái vai diễn trong những cái vở kịch trong nhà ngoài phố của những năm 2000 đó quý vị. Những cái vai 20 nắng, Lan Xì Bo, những cái vai má mì, những cái vai mà những cái nhân vật mà có máu mặt, có máu dữ mặt. Dữ chút đó. Dạ đúng rồi, bởi vì lúc đó thì tướng tá của cô thì nhìn rất là mạnh mẽ và cái phát âm của cô thì nghe rất là dữ dội. Những cái vai mà đó là thuộc về cái vai của cô đó, ghi dấu ấn rất là nhiều cho chúng ta trong những vở kịch. Chắc quý vị còn nhớ nghệ sĩ Hoàng Lan. Và khi mà bị bệnh thì cô đã không còn đi dược diễn nữa, chỉ ở lại ở nhà và cái số tiền mà khám chữa bệnh cũng như là những cái tiền ăn uống chi phí cũng không có. Thì cô chỉ nằm một chỗ thôi, thì lưng của cô đã bị hoại tử, các tay chân thì bị co quắp lại không có duỗi thẳng được. Và do cái ảnh hưởng của bệnh Parkinson ngày càng nặng hơn thì cô không có nói chuyện được nữa. Và tang lễ của cô sẽ được tổ chức tại chùa nghệ sĩ ở quận Gò Vấp quý vị. Mặc dù là trong vòng vài năm qua đó quý vị thì cô rất là khó khăn, thì tất cả những nghệ sĩ, từng nhóm nghệ sĩ cũng đã đến giúp đỡ cho cô rất nhiều, nhiều lắm. Nhưng mà quý vị cũng biết mà bệnh tình như thế này mà cứ ra vào bệnh viện rồi thì tiền bao nhiêu cũng không đủ. Đến cái giai đoạn cuối cùng thì không còn tiền chữa bệnh nữa thì cô mới quyết định là không vào bệnh viện và ở nhà và chữa bệnh ở nhà. Thì một thời gian không lâu thì cô đã ra đi. Kính xin chia buồn cùng với gia đình, những người thân thương của cô. Và kính chia buồn với lại quý khán giả, những người đã yêu thích cô trong những vở kịch trong nhà ngoài phố của những năm 1980 mấy cho đến năm 2000. Đó là cái giai đoạn mà phải nói là ghi những cái kịch bản, những cái dấu ấn rất là sâu sắc của trong nhà ngoài phố. Việt Nam có thể mở cửa hoàn toàn vào tháng sau. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam vừa đề xuất kế hoạch chính thức mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 31 tháng 3, trong lúc quốc gia Đông Nam Á đang thực hiện chiến dịch chích ngừa thần tốc chống bệnh vừa được phát động ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Sau gần 2 năm đóng cửa biên giới vì đại dịch, Việt Nam bắt đầu cho phép trở lại các đường bay thương mại quốc tế với 9 quốc gia từ hồi tháng 1 và cấp giấy phép cho một số hãng hàng không nước ngoài trong tháng này để thực hiện những chuyến bay hồi hương người Việt từ những nơi chưa được khôi phục
đường bay thương mại tới Việt Nam giữa lúc nhu cầu người Việt về nước tăng cao trong dịp Tết. Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch đã xin được mở cửa hoàn toàn đón khách du lịch từ cuối tháng 3 với lý do đây là thời điểm mà Việt Nam sẽ làm xong những cái vấn đề chích ngừa cho người dân và sẽ được miễn dịch cộng đồng theo truyền thông ở trong nước. Họ gọi đây là chiến dịch chích ngừa thần tốc và chiến dịch này bắt đầu ngày 29 tháng 1, ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán vừa qua. Thì họ nói là nếu như mà cái chiến dịch này làm đúng theo cái quy trình đó thì cho đến tháng 3 là Việt Nam sẽ được đạt đến cái mức mà miễn nhiễm cộng đồng, thưa quý vị. Thì với cái chiến dịch như vậy đó quý vị, thì họ sẽ đến từng nhà, từng phường, từng khu vực để mà họ xem những người nào chưa chích thì họ sẽ được, những người đó sẽ được chích quý vị. Và được biết là Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ chích ngừa thấp nhất ở trong khu vực. Giờ đây thì đã nằm trong 6 nước có tỷ lệ dân chích đầy đủ 2 mũi, là có nghĩa là cao nhất thế giới. Cũng rất là nhanh. Coi như trong 6 nước nằm mà cao nhất thế giới là Việt Nam có nằm trong đó. Đúng rồi. Và hiện nay thì người dân của Việt Nam đang được chích ngừa liều thứ 3 với cái lượng thuốc chích ngừa toàn cầu của COVAX và những cái người, các nước khác hiến tặng như là Mỹ, châu Âu, vân vân quý vị. Và cũng rất là mừng là tháng 3, cuối tháng 3 có thể là họ sẽ mở cửa và những người ở nước ngoài có thể về Việt Nam mà không gặp những trở ngại gì hết. Không cần phải cách ly mấy chục ngày như là lúc trước nữa quý vị. Thì cái thời điểm mà bên phía Việt Nam họ đang yêu cầu là vào ngày 31 tháng 3 của năm 2022, thì về vấn đề du lịch, vấn đề mà di chuyển ra vào của nước Việt Nam thì sẽ trở lại như bình thường, như là lúc mà không có dịch. Rồi, tin chính đã hết. Giờ tới phần tin phụ nha. Ok. Tin phụ có gì mới không? Chuyện mới đi. Hãy lo hỏi có gì mới là Lộc nói chuyện mới liền à. Mà chuyện mới là quý vị biết chuyện gì rồi quý vị ha. Rồi, chuyện mới này có gì hấp dẫn không ta? Hơi mới mà hơi lạ đi. Lạ luôn hả? Chuyện gì, có một cái anh lính này, có một cái cô vợ thì cô này có tính hơi lẳng lơ. Mà anh này thì anh ghen lắm. Thì trước khi mà anh đi ra ngoài chiến trận thì anh mới nghĩ ra một cái cách là anh vẽ trên cái đùi của cô vợ một cái hình là một người lính cầm súng chỉ vậy nè. Cái ông chồng yên tâm, ông chồng đi ngoài chiến trận thì cô vợ ở nhà thì cũng cái tính cổ mà cũng lẳng lơ rồi vậy nọ, thì hẹn hò với ai đó không biết nữa, tự nhiên cái hình đó mất tiêu cái hình luôn. Cái người mà nhân tình mới nói em đừng có lo, để anh vẽ lại cho. Cái người này vẽ lại, mà vẽ làm sao không biết, không phải là cầm súng chỉ này mà để anh dài, cầm cái súng đó để anh dài. Khi ông chồng đi về mừng rỡ, gặp vợ mừng rỡ, để liền cái hình nhìn vô, thấy cái hình cũng vui, nhưng mà nhìn kỹ lại thì thấy cái súng vác lên dài chứ không phải chỉ như lúc trước nữa. Cái chồng nói cái gì kỳ vậy, lúc tôi nhớ là lúc mà tôi đi đó tôi vẽ cái hình là cái người lính cầm súng để như vậy nè, chỉ như vậy nè, tại sao bây giờ lại vác lên dài. Cái người vợ mới nói trời ơi chuyện đơn giản vậy mà anh không hiểu, cái người lính này nè cầm súng vậy hoài mỏi tay mới vác lên dài. Tin không? Anh chồng này gãi đầu nó. Ừ ha, đúng rồi. Không tin cũng phải ráng tin. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nhỏ nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã yêu thương và chia sẻ những chương trình của Loan và Lộc. Rất mong nhận được like, share, subscribe cũng như là comment góp ý để cho Loan Lộc ngày một tốt hơn nha quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.